Bóng đá và mafia nghe thì có vẻ như chẳng liên quan gì đến nhau cả, nhưng chúng lại có những mối dây liên kết mà chúng ta thật khó để có thể lý giải. Đầu tiên, chúng ta phải trở lại với năm 1994, khi một cầu thủ của đội tuyển quốc gia Colombia tham dự World Cup và đá phản lưới nhà, đó là Escobar, và khi trở về nhà, anh đã bị ám sát bởi những mafia quốc gia này. Mùng 2 tháng 7 năm 1994 là ngày đen tối của bóng đá thế giới. Đó là bi kịch của người Colombia và của fan hâm mộ môn thể thao vua. Tất cả bắt đầu vào ngày 22 tháng 6 năm 1994, trong trận đấu World Cup giữa Colombia và Hoa Kỳ. Chịu nhiều áp lực cũng như kỳ vọng trước đó, cầu thủ Colombia tự dặn mình không được phép phạm sai lầm. Cả hai đội bước vào trận đấu sinh tử. Trong nỗ lực cản phá đường tạt bóng xẹt vào của tiền vệ người Mỹ John Hart, Escobar đã vô tình xoạc bóng thẳng vào lưới nhà. Người Mỹ mở tỷ số ở phút 34 và thắng chung cuộc với tỷ số 2-1, Colombia bị loại khỏi giải. Khi rời Colombia đi thi đấu, các cầu thủ là những người anh hùng. Còn khi trở lại, họ bỗng chốc trở thành những kẻ tội đồ. Họ liên tiếp bị dọa giết, đặc biệt là Escobar, người chơi bóng với sự vô tư lự. Anh từng nói rằng, bóng đá không giống đấu bò, không ai phải chết cả, cũng không ai bị giết, chỉ có sự hài lòng thôi. Bi kịch xảy ra chỉ vài tuần sau đó, Andres Escobar bị ám sát vào ngày 2 tháng 7 năm 1994. Anh ấy bị bắn 12 lần tại bãi đỗ xe của một quán bar ở El Indio. Kẻ giết người tên là Humberto Castro Munoz. Bạn gái của Escobar kể lại rằng, tên sát nhân đã hét lên vào sau mỗi phát súng bắn vào cầu thủ. Liệu đây có phải hình phạt cho cú đá phản lưới nhà? Liệu sát thủ đã được những kẻ xã hội đen hoặc chùm ma túy lỡ tay đặt cược quá nhiều vào đội Colombia thời điểm đó cử đến? Chỉ biết rằng vụ ám sát Escobar đã tác động sâu sắc đến người dân nơi đây. Hơn 80.000 người đã đổ xuống đường để đưa tiễn anh, và một bức tượng đã được dựng lên để tưởng nhớ chàng trai xấu số này. Humberto Munoz, kẻ gây ra vụ ám sát, đã bị tuyên án 43 năm tù giam. 2005, hắn được ân xá vì cải tạo tốt. Tới hiện tại, Escobar vẫn là cái tên nhận được sự yêu mến và cũng là vết đau khó lành với bóng đá Colombia sau những gì khủng khiếp mà người đội trưởng mẫu mực đã phải gánh chịu, thậm chí đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình từ pha đá phản lưới nhà đầy oan nghiệt. Escobar đã để lại những tai tiếng lớn trong nền bóng đá Colombia, nhưng còn một cái tên Escobar khác cũng đã để lại nhiều dấu ấn với bóng đá nơi đây, không chỉ bởi những câu chuyện liên quan đến vấn nạn trong bóng đá, mà còn về chuyện phát triển bóng đá như thế nào ở những nơi mà người ta hay gọi là hang cùng ngõ hẹp ở đất nước này. Rửa tiền, giết người, tham nhũng, ma túy, Colombia từng trải qua rất nhiều năm khủng hoảng chính trị và xã hội. Vào thập niên 80-90, chùm mafia Pablo Escobar và tổ chức của ông, Narcos, là hai cái tên nổi bật nhất bấy giờ tại Colombia. Đó là khoảng thời gian các tổ chức mafia can thiệp vào nền bóng đá Colombia để khởi động và kích thích sự phát triển. Nhưng rốt cuộc thì họ đã làm nền bóng đá sa sút. Pablo Escobar là ông trùm buôn ma túy. Ông ta được coi là tên tội phạm khét tiếng nhất trong lịch sử. Ở thời kỳ đỉnh cao, ông ta sở hữu 50 tỷ đô la, đứng vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và nắm giữ 80% thị phần cocaine của Mỹ. Nhưng có thể bạn chưa biết, ông ta rất yêu bóng đá. Ông dành tình cảm đặc biệt cho đội tuyển quốc gia Colombia và Deportivo Independiente Medellin. Chị gái của Pablo từng nói rằng, Pablo luôn luôn yêu bóng đá. Còn con trai ông chia sẻ, cha tôi là một tín đồ của bóng đá chân chính. Ông ấy thích xem các trận đấu. Ông ấy cũng thích chơi thể thao nữa. Đối với người dân ở Medellin, Escobar vẫn được xem như chúa trời. Ông ấy là ân nhân của những cộng đồng cư dân nghèo khó khi chính phủ đã lãng quên họ. Một trong những việc làm trượng nghĩa của ông là xây dựng sân bóng trong khu ổ chuột. Huyền thoại thủ môn Higuita là một trong những người học chơi bóng và được hỗ trợ tài chính từ Pablo. Ông ấy tổ chức hẳn giải bóng đá khu ổ chuột. Nhờ thế mà xóm lao động nghèo đó tạm quên đi những đau khổ trước mắt. Họ nghèo nhưng trên sân cỏ, họ như sống trong một thế giới tuyệt vời. Tất cả đều nói về người đàn ông đã làm nên sân bóng đá này. Nhưng đồng thời ông ấy cũng bị chỉ trích vì buôn ma túy. Tuy nhiên, Escobar không giúp nền bóng đá Colombia một cách vô tư. Ông ta kiểm soát nó. Đó là cách dễ nhất để rửa tiền. Escobar đã rót vào quỹ riêng của đội bóng Atlético Nacional de Medellín. Gian lận vé, chuyển nhượng, bóng đá đúng là thiên đường cho rửa tiền. Hối lộ và những lời đe dọa đã là chuyện thường ngày, khiến đội bóng này trở thành tâm điểm của những thị phi. Vào cuối thập niên 70, khi Escobar tiếp quản nó, sự can thiệp của ông vào đội Atlético là một ẩn số, và con trai ông một mực phủ nhận điều đó. Con trai của Escobar từng nói rằng, cha tôi không giao dịch mua bán gì trong bóng đá vì một lý do đơn giản. Ông không quan tâm đến pháp lý vì nó không mang lại lợi nhuận. Cha tôi không hứng thú rửa tiền. Cha tôi hài lòng với tiền bẩn của ông ấy và cách ông ấy kiếm được chúng.
Điều lạ lùng là con trai của Escobar phủ nhận áp lực mà người cha đã đặt lên trọng tài trong trận chung kết năm 1989 tại giải Copa Libertadores. Thời điểm đó, Atletico thắng. Con trai của Escobar kể lại: "Tôi biết ông ấy cử hai đàn em đến nói với trọng tài trong trận chung kết rằng ông ta nên làm tốt công việc của mình. Ý ông ấy không phải là trọng tài sẽ thiên vị Atletico, mà chỉ dặn trọng tài thật trung thực mà thôi. Tôi hiểu bất cứ điều gì xuất phát từ Pablo Escobar, mọi người sẽ nghĩ đó là một lời đe dọa, nhưng tôi chắc chắn là ông ấy không có ý như vậy." Ông Francisco Mejerana, cựu quản lý đội tuyển bóng đá Colombia đã nói rằng, việc buôn ma túy phát triển rất mạnh mẽ. Nó nhúng tay vào mọi thứ trong cuộc sống ở Colombia. Những ông trùm ma túy nắm trong tay rất nhiều quyền lực. Tiền đến từ việc buôn ma túy đã cho phép chúng tôi thu hút những cầu thủ giỏi ở nước ngoài, nhưng nó cũng ngăn không cho những cầu thủ hiện tại rời đi. Điều này khiến nền bóng đá ngưng trệ một thời gian. Pablo Escobar thậm chí đã tổ chức một giải đấu riêng tại Haryana. Bạn của ông chọn lựa đội bóng để đặt cược, đổi lại cầu thủ sẽ được chia tiền. Ông ấy duy trì giải bóng đá này trong suốt khoảng thời gian ở tù. Thậm chí ông còn ngỏ lời mời Diego Maradona vào năm 1991 khi chàng cầu thủ này còn nghiện cocaine. Maradona kể lại rằng, chúng tôi gặp nhau và Escobar bảo tôi là ông ấy thích lối chơi của tôi. Ông ấy nhìn thấy hình ảnh của chính mình ở tôi vì tôi cũng vượt qua sự nghèo khó. Chúng tôi chơi một trận bóng và tất cả mọi người đều theo dõi một cách vui vẻ. Sau đó chúng tôi tiệc tùng với các cô gái xinh đẹp nhất trong đời mà tôi từng thấy, và tất cả đều ở trong tù. Ngày hôm sau, ông ấy trả tôi tiền và tạm biệt. Đó là quãng thời gian bắt đầu của nền bóng đá Colombia đối với cả những đội bóng lẫn đội tuyển quốc gia. Khởi đầu nhưng đầy bạo lực, vào năm 1989, Escobar đã ám sát Amaro Ortega vì ông tin rằng vị trọng tài này đã bị América de Cali mua chuộc. Vào năm 1994, cầu thủ Andrés Escobar đã bị giết vì đá phản lưới nhà tại World Cup. Đến giờ, việc các tổ chức mafia có nhúng tay vào vụ án này hay không vẫn là một ẩn số. Tiền từ việc buôn ma túy đã kích hoạt nền bóng đá Colombia, nhưng cũng đang làm nó sa sút. Sau cái chết của Escobar vào năm 1994, Narcos ít đầu tư vào bóng đá hơn. Lợi nhuận từ cá cược giảm dần. Các sân vận động cũng trống vắng. Nhiều cầu thủ từ chối chơi cho đội tuyển quốc gia. Colombia từ vị trí thứ tư đã rơi xuống hạng 34 trên bảng xếp hạng của FIFA. Đến tận bây giờ, chúng ta vẫn không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Escobar lên nền bóng đá Colombia. Trong khi đó, những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới đôi khi cũng bị làm phiền bởi mafia. Một trong những người đó là Johan Cruyff, người đã không thể tham dự World Cup năm 1978 vì một tai nạn xảy ra với ông trước thềm giải đấu này. Mọi người đều biết đến Johan Cruyff là một trong những cầu thủ nổi bật nhất lịch sử của bóng đá. Nhưng không phải ai cũng biết anh ấy từng thoát hiểm thần kỳ trong một vụ bắt cóc kinh hoàng. Ngày 17 tháng 9 năm 1977, Johan Cruyff đang nằm thư giãn ở nhà, xem trận bóng rổ yêu thích trên TV. Bỗng có người bấm chuông cửa, người vận chuyển đồ cho khách hàng mang tên Chris. Thế nhưng, chàng cầu thủ người Hà Lan không mong đợi một kiện hàng nào, vì vậy anh thận trọng mở cửa. Anh ý thức được rằng sự nổi tiếng của anh có thể khiến người ta muốn chơi khăm. Mở cửa là một quyết định sai lầm. Anh vừa mới vặn khóa ra, người vận chuyển giả danh đã kéo mạnh cánh cửa và chĩa súng vào Johan. Johan và vợ không còn lựa chọn nào khác, họ phải làm theo những gì kẻ tấn công sai khiến. Cruyff quyết định lên tiếng xoa dịu tên trộm. Johan hỏi: "Này, ông muốn gì? Tiền, trang sức hay lấy tất cả đồ ông muốn và để chúng tôi yên?" "Tôi xin ông." Nhưng tên tội phạm không quan tâm. Hắn thậm chí còn trói ngôi sao Barcelona vào một chiếc ghế. Tình thế ngày một nguy hiểm. Tuy nhiên, tên tội phạm đã phạm một sai lầm lớn. Trong lúc đang tập trung vào việc trói Cruyff, hắn để súng dưới sàn trong vài giây. Vợ của Johan đã không chần chừ chạy ra khỏi nhà và hét thất thanh kêu cứu. Tên tội phạm chạy theo cô ấy nhưng quá muộn. Tất cả hàng xóm đã nghe thấy. Chỉ vài phút sau, cảnh sát ập tới. Cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc xe nhỏ đỗ trước nhà của Chris. Bên trong xe có một tấm nệm. Johan đã đến rất gần với một vụ bắt cóc, nhưng may mắn là anh đã thoát hiểm trong gang tấc. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh đó đeo bám anh rất nhiều tháng sau đó. Cảnh sát có theo sát anh và gia đình trong mọi hoạt động. Thậm chí cảnh sát còn ngủ luôn trong phòng khách nhà Johan để đảm bảo an ninh cho cả gia đình. Dư âm từ vụ bắt cóc hụt đã khiến Johan từ chối tham gia World Cup 1978. Làm sao anh có thể bỏ mặc vợ con chỉ một tháng sau cú sốc đó được? Đội tuyển Hà Lan phải thi đấu mà thiếu đi người anh hùng của họ. Johan nói rằng, con tôi đến trường trong sự giám sát của cảnh sát. Nhà tôi cũng được theo dõi 24/24 hàng tháng trời. Có những thời điểm mà bạn nhận ra rằng điều gì mới quan trọng trong cuộc sống của bạn. Johan đã cống hiến rất nhiều cho bóng đá và cũng là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Thật đúng là một huyền thoại.